Kylian Mbappe tái xuất trên sân tập với mặt nạ siêu ngầu. Rạng sáng ngày 21 tháng 6, tiền đạo Kylian Mbappe xuất hiện với chiếc mặt nạ mới trên sân tập cùng đội tuyển Pháp. Một dấu hiệu cho thấy chân sút này sẵn sàng ra sân trong trận đấu với đội tuyển Hà Lan sắp tới. Theo đó, Kylian Mbappe xuất hiện cùng một chiếc mặt nạ mang màu quốc kỳ nước Pháp cùng biểu tượng của Liên đoàn bóng đá Pháp, chú gà trống, khi cùng đồng đội luyện tập làm quen sân. Tình hình sức khỏe của thủ quân của đội tuyển Pháp đang là một trong những vấn đề được quan tâm nhất lúc này tại tuyển Pháp bởi rạng sáng mai ngày 22 tháng 6. Les Bleus sẽ bước vào trận đấu quan trọng nhất vòng bảng Euro 2024 với tuyển Hà Lan. Trước đó trong chiến thắng tối thiểu 1-0 của đội tuyển Pháp trước Áo đầu tuần này, chân sút mới thuộc biên chế Rio đã bị gãy mũi sau pha va chạm với hậu vệ Kevin Danso bên phía đối thủ. Đã có nhiều thông tin cho rằng Mbappe sẽ không kịp bình phục để thi đấu cho trận gặp Hà Lan, nhưng mới đây, trong buổi tập làm quen sân Leipzig của đội tuyển Pháp, Kylian Mbappe đã xuất hiện và còn gây sự chú ý với chiếc mặt nạ siêu ngầu của mình. Theo huấn luyện viên Didier Deschamps, tình hình sức khỏe của Mbappe đang có những chuyển biến tích cực đối, nhưng khả năng ra sân của chân sút này sẽ được đánh giá chi tiết hơn trước thời điểm trận đấu bắt đầu. Mọi thứ dần ổn hơn, cậu ấy đã có thể thực hiện một số bài tập. Chúng tôi đang cố gắng hỗ trợ cậu ấy hết sức. Tuyển Pháp sẽ làm tất cả để Mbappe thi đấu trận tới, huấn luyện viên Didier Deschamps cho biết. Tính đến thời điểm hiện tại, Mbappe đã có 80 trận khoác áo tuyển Pháp, ghi được 47 bàn. Trận đấu giữa đội tuyển Pháp và Hà Lan sẽ diễn ra vào 2 giờ ngày 22 tháng 6, giờ Việt Nam.